Xin giới thiệu nữ bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thúy Phượng và nữ bác sĩ Hoàng Hạnh, chuyên khám thai, đỡ đẻ cho những trường hợp sanh thường cũng như sanh mổ, truy tầm và điều trị những chứng bệnh phụ nữ. Phòng mạch có máy siêu âm mới và hiện đại, quý vị có thể nhận được hình và DVD của siêu âm khi khám thai, chuyên giải phẫu dùng nội soi ở bụng, nhận các loại insurance Medicare, chăm sóc bệnh nhân tại nhà thương O'Connor và Good Samaritan. Phòng mạch tại 4585 Stephen Creek Boulevard, suite 110 Santa Clara, địa điểm thứ hai 210 North Jackson Avenue, suite 10 San Jose, điện thoại 408-296-2496.